Dạ bây giờ là mình tới điện 13 nha cả nhà. Đó là trước mặt mình là đường lên điện 13 đó, là anh em có bác lên đó đó. Mình đứng dưới này mình dạo không gian một đoạn rồi mình đi lên đó mình quay. Chú. Chào cả nhà. nhỏ này được rồi cho mày đi bữa nay cho mày leo đã luôn chú. Dạ đậu mình. Dạ chào gì, cái đoàn ở đâu rồi chú? Long Xuyên lên ha. Lên mấy bữa rồi? Dạ Long Xuyên An Giang. Đi vui vẻ hả gì? Vui vẻ. Chú. Dạ ta. Dạ. Dạ gì? Động Thí Liêm. Dạ. Cái cầu ở Động Thí Liêm. Dì Tư khỏe gì Tư? Dạ. Dạ. Có gì là lớn tuổi mà đi mạnh nhất luôn á. Cũng chúc cho dì được sức khỏe đặng đi núi non nào cúng. Lên cũng mệt. Nhờ có sợi dây này dễ leo nè. Quá đứng luôn. Đi núi cũng vui ha. Cũng có phải đoàn người ta đi quá đông. Cái dốc này đứng nhà có sợi dây kéo lên. Bữa nay không có nắng đâu. Ngày qua cũng không có nắng, bữa nay cũng không nắng luôn. Trời bão mà. Ôi vui đi mát. Dạ. Lên mấy chú ơi. Vậy Tư bá leo. Thấy vậy Tư leo tội nghiệp bá cũng mạnh chứ bà. Có sợi dây này dễ đi á. Dễ đi ha. Dạ. Dạ. Dạ, tại vì bà Tư có lớn tuổi rồi phải hỏi thăm ba rồi. Còn mấy gì còn trẻ hỏi thăm chi? Lo cho bà từ cái xe đi luôn. Dạ. Bà có chịu đâu. Trả tiền xe bà không chịu. Chịu sao không chịu. Bà sợ mắc nợ. Bà sợ mắc nợ. Tội nghiệp con chứ không phải sợ. Dạ. Con có con trai rồi. Lên mạng nữa bắt mạng coi. Vui cũng mừng lắm. Dạ. Khi nào đưa đăng lên cho hay. Kệ có YouTube quay nè cả nhà. YouTube quay tốt còn sao luôn đấy. Đoạn này YouTube quá nhiều luôn. Ông tên ông YouTube là cái gì vậy? Bùi Văn Dùng. Bùi Văn Dùng. Dạ. Chứ không thẳng. Dùng chứ không có thẳng. Giống như dây như vậy nè. Dạ. Dạ bây giờ mình đang đứng đây ở đá dựng nha cả nhà. Giờ mình dạo không gian ngoài nè, rồi mình đi cái đoạn mình chút nữa đi qua. Đó là quay cũng đá dựng. Đúng rồi, để mình dạo dạo khung cảnh này đi. Ở đây là đá dựng nha cả nhà. Vô cúng đi mấy vậy. Rồi, lại đây, lại bằng lỗ nè quý vị ơi, lại đây nè. Nó cúng rồi. Ai chưa cúng thì lên cúng. Đây là cục đá dựng nè. Cục đá dựng nè cả nhà. Mình đảo đảo ở đây rồi mình đi xuống đó đó mình qua bên kia. Mình quay ở dưới đẹp. Ồ. Trên quay xuống quá đẹp. Chợ đó chợ Chi Lăng á. Chợ Chi Lăng đâu cho đó? Đây nè, chợ này chợ Chi Lăng nè, vì sao Chi Lăng đó là có cái núi voi. Đúng rồi. Là thẳng về chợ Chi Lăng phải không? Ở đây thẳng về chợ Chi Lăng phải không? Có núi voi là nằm đó phải không? Dạ.
còn bên đây cái núi nhỏ bên đây nè, cái núi nhỏ nhà chút chỗ đó đó. Núi nhỏ đó hả? À, núi Sam. Núi Sam mình hả? Ủa sao núi Sam nhỏ chưa ta? À. Nó cũng hơi mồ mồ lên thấy không? Dạ. Còn cái núi này bên đây. Núi Két á. Núi Két á hả? Dạ. Ủa núi Két thấp quá không? Mình đứng ở đây. Núi Bờ Đội Ôm ở đâu rồi? Bên kia. Đâu có nhìn thấy đâu. Núi Bờ Ôm không thấy đâu. Vậy là núi Ông Két là đấu vậy với mình là phải không? Dạ, núi Ông Két quá thấp. Dài đó. À, mình nằm qua đây mình biết. Còn mình đang đứng ở đây là núi Ông Cấm. Rồi cái chèm chả chỗ đó là chả gì á? Chỗ chỗ đâu chỗ này đâu? Nè. Chi tôm. Không. Chi tôm nằm bên đây sau lưng. À chèm chả chỗ này là chỗ ngã tư nè. Chỗ ngã tư Vĩnh Trung á. Vĩnh Trung. Ờ, ngã tư Vĩnh Trung nè, chạy vô mấy chút ở đây nè. Ừ. Có bị trên chợ Vĩnh Trung có ngôi chùa đó bên mình chạy xuống bên tay trái đó. Chạy nhầm gió. Quá mát luôn. Dân giáo Mỹ trên. Gió hiu mát mát. Gió hiu hiu. Hồi nãy người ta kêu để cái ba lô dưới đây quải lên cho nó nặng. Còn ở đây là thờ cái gì anh Tám? Thờ Lưu Hương để mình đến đây mình cúng phải không? Ai cúng thì tên. Ờ người ta cúng. Còn ở đây là kêu bằng đá dựng. Rồi cục đá dựng trước mặt mình nè phải không? Ấy. À. Ý. Gì con? Gì ý hoài. Cục đá. Cục đá chứ gì đâu. Đây là cục đá dựng trước mặt mình nè cả nhà. Này kêu là gì? Băng dựng gì? Băng dựng vượt suối. Băng dựng vượt suối mà ở đây đâu có suối đâu, vượt suối. Băng dựng vượt núi chứ không có suối. Quá đẹp luôn. Cái này là mà đấu diện về với cái núi mà núi Ông Két nè. Không, núi Ông Két mình đây quay qua là bên núi Ông Cấm nè cả nhà, mình đang đứng núi Ông Cấm quay về núi Ông Két nè trước mặt mình nè cả nhà. Núi Ông Két nó thấp quá. Đó đâu phải núi Ông Két. Núi Ông Két. À? Núi Ông Két nãy chưa tám nó núi Ông Két. Núi này hả? À, trước mặt mình đó. Đầu Cấm nãy nói, Đầu Cấm thì không dành. Đi vậy cái về nhà rồi cái người mình nó thoải mái lắm. Nó khỏe phắn với mình cũng được đi tới đây. Ngày qua xanh bữa nay hồng hào ha. Đi có một bữa một hồng hào quất tháng chắc đỏ lòm luôn quá. Ở đây người ta trồng cái gì mà người ta vàng cái vàng đồ hết. Ở đây là hình như là trồng thường thường ở đây ưa trồng có hũ hoa rừng đó cả nhà. Hũ hoa rừng là cái trái nhỏ 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 à, luộc ăn mát. Ồ, cảnh chỗ này là có hai cái hàng bông quá đẹp luôn. Kiển. Kiển có bông có luôn. Ủa vậy tư đi sao hả? Yeah. Giờ bây giờ là mình đang đứng ở đây là ở suối Tiên nha cả nhà. Giờ suối Tiên là anh em có bác người ta dừng chân ở đây để rửa mặt hoặc là đây là có cái miếu thờ nữa cả nhà, rồi ghé đây mình cúng cũng được. Suối Tiên này là hồi xưa là ngọn suối này là chảy mạnh lắm cả nhà. Rồi sau này là ở chùa Bạc Lớn đó, người ta chặn cái ngọn nước lại để cho đổ về cái hồ cá để mà nuôi cá đó cả nhà. Thành ra cái ở đây suối Tiên này cái nó chạy cũng cái giọt nó có hố mạnh không. Hãy subscribe.
Tôi lại ở đây để rửa mặt. Nước rất là mát nha. Rồi mình quay ở đây một đoạn rồi mình chạy về điện 13 nha cả nhà. Mình đi thẳng về điện 13 mình quay. Cái giọt nước này chạy bây giờ cũng yếu cả nha. Chứ hồi xưa là cái ở đây là giọt nước chạy mạnh lắm. Ở đây cũng có cái miếu người ta nè, lại đây nó cúng. Bữa nay là phái đoàn anh em ta đi là khá là đông. Tới giờ đảo một vòng cái nhà xem nha. Dì Tân. Dạ khỏe dì Tân. Dạ. Chị. Dạ. Giờ đi đi thẳng về điện 13 luôn hả anh Tám? Dạ đúng rồi. Dạ ok. Anh gì? Tám ơi. Dạ. Mình đi thẳng về điện 13 luôn ha. Dạ. Dạ. Bữa nay là anh em của bác ta đi cúng khá là đông. Giờ mình đi thẳng đường này thì đi thẳng về điện 13 luôn nha cả nhà. Giờ bây giờ là mình tới điện 13 nha cả nhà. Đó là trước mặt mình là đường lên điện 13 đó, là anh em của bác ta lên đó đó. Mình đứng dưới này mình dạo cũng gian một đoạn rồi mình đi lên đó mà quay. Chú. Bữa nay anh em phải đoàn người ta đi cúng quá đông. Mấy chú đi chừng nào tính chừng nào về? Mới về hả? Mốt vậy là còn ngủ đêm nay. À, đêm nay ngủ chùa Phật lớn, ngày mai ngủ chùa Phật nhỏ. Vậy là còn 2 đêm. Vậy là ngày mốt đi về. Mấy chú ở Long Xuyên ha? Dạ. Mình đi xe con lên hay gì? Vậy là bốn anh em. Bốn anh em có sớm hả? Giống giống nè. À, mình đi vậy nó cũng tiện nữa. À, đi đông quá thì nó cũng người chờ người này chờ kia chứ. À, lâu lắc lắm. Bốn người đi vậy nó tiện. Cũng chúc mấy chú mạnh giỏi nha. À, mạnh giỏi đừng có sức khỏe đi núi. Dạ. Cái tao. Lâu lâu cũng gặp già nữa. Thì quay vòng vòng núi này thì dính hoài luôn. À. Giờ đi lên. Đi lên nè, lên cúng. Đây là lên thẳng lên đó là điện 13 đó cả nhà. Đó là anh em cô bác đi lên cúng đó. Còn dưới này là bán đồ ăn nè. Là tới đây là bán đủ thứ chứ. Bún, bún đắp mía giờ có chứ. Nó đắp mía là bún mà. Đó là coi bán gì đây. Này cho bún nước lèo quá, bún nước lèo. Bún nước lèo, bún nước lèo chai. Giờ mình đang đứng ở đây là điện 13 nha cả nhà. Thẻ về già. Anh Toàn. Gánh đồ. Rồi.
trên điện 13 này là có bán đồ ăn rồi, rất nhiều cái nhà đồ ăn, nước uống đầy đủ. Mình lên đây thì cũng không cần lo đói. Mà trên này ta cũng bán đồ chay nữa cái nhà. Có nước dừa. Giờ mình đang đứng đây là chính điện, trên này là điện thờ điện 13 nha cái nhà. Đây phải đoàn anh em cao cô bác người ta đến điện bộ anh ta cúng rồi nha. Nè thôi là nè nè thôi cái giờ mình cúng thôi cúng nhập nữa đi giờ thôi giờ đi ăn rồi khỏi khỏi ở ngoài không nha, trong này thôi mấy người chưa có làm việc đó rồi hào ở không đi làm việc đó đi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đừng có chờ chị hai làm đi. Mày làm đi. Chị hai làm đi, hay con chị hai làm đi. Thôi làm đi. Bảo sẵn mà làm luôn. Giờ ra cái gì quay. Rồi bây giờ là mình đang đứng đây là ở vô đầu nha cả nhà. Ở trên này mấy cục đá mà trời mưa đóng dông rồi cả nhà. Lên mấy cái bông 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 đẹp ghê luôn. Bông như bông cỏ vậy đó. Ở trên núi mấy cục đá mà nó có mưa, mưa cái bám bám xuống cái bàn lên bông như bông cỏ đẹp. Giờ mình đang đứng ở đây là vô đầu nằm trên núi Ông Cấm nha cả nhà. Rồi tới vô đầu tiếp tục mình đi tới đâu mình quay thì mình nói tới đó. Giờ mình lên chính điện quay nha cả nhà. Lên chính điện đi. Quá gió cả nhà, gió chắc video chắc hú dữ lắm. Trên đó có sinh sông nữa.
Đây, xuống đây mình quay hỏi anh Tám coi hướng này hướng nào. Cái này là mình hướng này mình giờ về đâu anh Tám? Đây là về hướng Cường. Phước Cường đây là hướng này hướng Tịnh Biên. À, hướng về Tịnh Biên ha. Dạ. Mình nói vậy thôi chứ người ta là vô coi video cũng đâu biết ha. Mình chỉ mình ở đây mình biết thôi. Chú rừng nhiều quá. Hả? Chú rừng đó nha. Thiên nhiên. À. Chú rừng cháy nhỏ nhỏ thôi. Cái hộ không ăn được. Chú rừng là cháy nó lý tí tí. Dạ. Mình chưa biết nữa cái trái nó sao đâu ta. Mà cái cây ăn ngon lắm á. Cái cây mà làm gỏi hay gì? Cái cây làm gỏi nó chua rồi ăn ngon. À, chú rừng hả? Mà cái trái nó như chuối cao mình không? Chuối cao nhưng mà hột trái đỏ vậy ta. À. Ngon ha. Ở trên dây không biết mà trái đã đỏ. Đó ông gấp. Ở trên đó người ta cúng bó đồng. Trái cái quả. Vậy hả? Cánh mình chờ người ta xuống mình mới sơ lên cái quả cúng mà sao anh Tàu? Hả? Cúng gọi luôn hả? Ủa lẽ hả? Tổ Quyền đâu? À, Tổ Quyền bên đây nè, lên cúng Tổ Quyền chăm họ đi.